đang được xem con lửa mình gột từ truyền, bây giờ nó đang là mép vàng đấy, mép vàng đấy các bạn. Mình gột từ giữa vụ lên, bây giờ nó đang tập hot bài. Đang quay trực tiếp tại nhà đây các bạn. Một số ở trên tầng cao luôn. Đây là mình mang một vài con dế này cho nó quen dần đấy các bạn. Cảm ơn cả nhà đã luôn luôn theo dõi các video của Cám Chi Thức Việt cũng như là các sản phẩm cám của nhà mình nhá. Chào cả nhà.